Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách lưu lại lịch sử di chuyển trên Google Maps để các bạn có thể tham khảo cho những chuyến đi nha. Thì Google Maps có tính năng lưu lại lịch sử di chuyển, thì tính năng này giúp bạn có thể dễ dàng tìm kiếm lại thông tin đường đi cũng như là các địa điểm mà các bạn đã tới. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lưu lại lịch sử di chuyển trên Google Maps nha. Thì các bạn hãy mở cái ứng dụng Google Maps của các bạn lên. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào một avatar ở phía trên bên phải màn hình điện thoại nha, thì mình sẽ chọn vào cái này. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào cài đặt nha, mình sẽ chọn vào cài đặt. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào phần là nội dung cá nhân, thì ở đây thì mình sẽ chọn vào phần nội dung cá nhân nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào phần là vị trí đang bật nha, là cái phần này mình sẽ chọn vào phần vị trí đang bật thì mình sẽ chọn vào. Rồi tiếp theo là các bạn hãy bật cái tính năng là sử dụng vị trí này, nếu nó tắt như thế này thì mình sẽ bật nó lên như thế này nha. Thì mình sẽ bật nó lên. Sau khi mà các bạn bật sử dụng vị trí lên rồi thì các bạn hãy quay lại ứng dụng Google Maps nha. Rồi mình sẽ nhấn vào cái phần là nhật ký vị trí đang bật nha. Thì mình sẽ chọn vào cái phần này nè. Thì mình sẽ chọn vào là nhật ký vị trí đang bật thì mình sẽ chọn vào. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn cái tài khoản Google mà các bạn dùng nha. Ví dụ như mình sẽ chọn vào tài khoản Google của mình như thế này. Rồi tiếp theo là các bạn hãy lướt xuống và các bạn hãy nhấn vào phần bật ở ngay này nha. Thì mình sẽ nhấn vào bật nha. Thì mình sẽ các bạn có thể thấy là nhật ký vị trí của mình đang tắt, thì các bạn hãy nhấn vào phần bật ngay chỗ đó để bật nó tính năng này lên. Thì mình sẽ nhấn vào bật. Rồi mình sẽ lướt xuống và nhấn vào bật một lần nữa. Thì như vậy là các bạn đã bật lưu nhật ký vị trí trên cái ứng dụng này rồi, thì mình sẽ nhấn vào đã hiểu. Thì khi mà các bạn bật cái tính năng này lên á, thì khi mà các bạn dùng Google Maps để di chuyển đến đâu thì ứng dụng sẽ lưu lại lịch sử di chuyển của các bạn nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách lưu lại lịch sử di chuyển trên Google Maps. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.